Hello, xin chào toàn thể các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 4 tháng 9 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là hơn 11 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về được ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho các bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn sẽ là người xem vừa được chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu các bạn là chiếc sản phẩm Samsung Note 8 nhé. Để đáp ứng được nhu cầu của các bạn là sản phẩm Samsung Note 8 thì hôm nay mình về được 3 cây Samsung Note 8 các bạn nhé. Đấy, 3 cây Samsung Note 8. Đây, 3 cây Note 8. Note 8 được rất nhiều người đặt hàng bên mình. Đấy, Note 8 thì hôm nay mình về được 3 cây. Đấy, 3 cây thì mỗi con thì màn đốm ít thôi. 3 cây thì mỗi con một đàn đốm ít thì thôi. Con này đây, con này thì bị tí góc dưới nhé, và con này thì là đây một ít ở góc ở trên nhá. Đấy, Note 8 này. Đấy, và sản phẩm Samsung Note 8 thì mình cũng giới thiệu sơ cua qua, hôm nay mình vừa về con này xong. Đấy, Samsung Note 8 thì các bạn cũng đã rõ rồi. Ơ, con này chưa quay sim. Ồ, con này thì chưa lắp quay sim nhé. À, Samsung Note 8. Samsung Note 8 thì màn hình của nó là màn hình là 6,3 inch nhé. Con này màn hình của nó là màn hình là 6,3 inch. Đấy, 6,3 inch. Đấy, tràn viền này, 6,3 inch tràn viền. Độ phân giải màn hình của nó là 2K. Cấu hình của ba con này với mình đều là RAM 4GB. À sorry các bạn, là RAM 6GB nhé. Ba con này đều là bản RAM 6GB. Đấy, RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB các bạn nhé. RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Đấy. Các bạn mua những sản phẩm Samsung Note 8 này về, các bạn bán hàng online này, hoặc là các bạn làm YouTube này, hoặc là dùng chơi game, chiến game các loại rất là sướng nhá. Tại vì lúc mà thời điểm nó mới ra nó gần 30 triệu cơ. Đâm là sẽ là Note 8 thì Samsung thì tối ưu hóa rất là nhiều. Đây ạ. Hình thức là máy đẹp là 90 trên 90% nhá. Ba cây Samsung Note 8 này. Đấy. Màu đen. Hai con này là màu đen này và con này là màu xám các bạn nhá. Đây. Con này thì là màu xám các bạn nhé. Đấy. Hình thức máy toàn là 90 trên 90% các bạn nhé. Samsung Note 8 đấy. Đấy. Note 8 đấy. Samsung Note 8 nhỉ. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 bạn ấy đặt hàng mình là sớm nhất nhé. Đấy. Note 8 thì mở rất nhiều tính năng. Con này mở tính năng thì là rất nhiều, mở tính năng mở khóa nhé. Đây, mở khóa thì có 3 tính năng luôn này. Mở khóa là nhận diện khuôn mặt này, mống mắt và vân tay các bạn nhé. Đấy. Ba con này đều là bản hàn, hai sim, hai sóng các bạn nhé. Ba con này bên mình đều là bản hàn này, hai sim, hai sóng. Thì mình sẽ báo giá từng trạng từng con một các bạn nhé. À, con đầu tiên thì đây cũng là bản RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Con này màu đen, hình thức là máy đẹp 90 trên 90%. Con này là bản hàn hai sim hai sóng các bạn nhé. Con này thì là màn đẹp không ám ố, chỉ duy nhất là mỗi là chỉ đốm một tí khi màn hình thì thôi các bạn nhé. Ở góc bên dưới này. Đấy. Ở góc bên dưới này, con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 3 triệu 800k các bạn nhé. Đấy, chỉ với 3 triệu 800k. Các bạn đã sở hữu sản phẩm Samsung siêu phẩm Note 8 nhé. Chỉ đốm một tí ở dưới góc dưới màn hình. Và con này thì là màn hình đẹp không ám ố hay là bị lưu ảnh gì các bạn nhé. Không ám ố hay lưu ảnh gì nhé, chỉ bị đốm một tí góc dưới thôi. Đấy. Con này thì đốm nhỏ nhất là 3 triệu 800k các bạn nhé. Và con thứ hai là con màu xám này. Con màu xám này thì là đây bị đốm. Con này thì cũng màn đẹp, hình đẹp không ám ố gì. Đây, cũng bản RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này là gì nhỉ? 64GB. Đây, cũng máy hình thức cũng đẹp 90 trên 90% nhé. Con này thì là máy bị đốm ở trên này. Đây, ít góc trên này. Đấy. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 3 triệu 400k các bạn nhé. Con này mình sẽ để cho bạn với giá là 3 triệu 400k. Cũng là bản hàn 2 sim 2 sóng nhé. Còn các bạn nào muốn không nhìn hình đốm này, các bạn có thể là vào trong màn hình này. Đây, vào trong màn hình này. Và chế độ màu đen. Đấy, các bạn sẽ đặt chế độ sang màu đen nhé. Sang ban đêm nhé. Sẽ là không nhìn thấy cái kiểu là cái vết đốm đây các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn vào ban đêm này. Sẽ hết nhìn đốm đen luôn. Đấy. Các bạn mua về khoe với bạn bè người thân bảo mua 8-90 triệu thì ai cũng tin các bạn nhé. Đấy, Note 8 thì dùng rất là sướng. Tại vì biết tại sao sướng lúc thời điểm mới ra, tại vì cái main của nó thì họ thiết kế rất là chắc chắn. Và độ phân giải màn hình của nó là 2K. Các bạn xem phim thì kỳ là sướng nhá. Tại vì màn hình con này thì nó không ám ố hay gì.
thì chỉ đốm tên thôi, các bạn xem phim thì rất là tuyệt vời, rất là nét nhé. Đấy, Note 8 đấy chứ, Note 8 thì có hỗ trợ cái bút này, rất là phê. Nói chung là Note 8 thì các bạn cũng không dành rồi, thì mình sẽ giới thiệu qua loa chút cho các bạn thôi. Và con tiếp theo này, con này thì là màn hình cũng đẹp, mà màn hình đẹp là không ám bố, máy màu đen, hình thức là máy đẹp 90/90% các bạn nhé. Đấy, 90/90% đấy. Đấy, con này thì là màn hình của nó là gì nhỉ, bị đổ một tí đấy các bạn nhé. Đấy, đổ một tí đây. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 3.700.000 nhá. Đấy, con này thì mình bên thanh lý bạn là 3.700.000 đấy ạ. 3.700.000 đấy nhá. Đấy, đây, màn hình sáng đẹp, không lưu ảnh, không ám bố, chỉ bị đổ một tí thôi. Bên mình đang bán bạn giá là 3.700.000. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 này, các bạn liên hệ hàng sớm nhất, một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại mình, đây số chính mình, thì mình sẽ hay cầm theo người. Và đây địa chỉ cửa hàng mình, gần các bạn phải chạy qua trực tiếp cửa hàng nhà mình nhé. Và ở xa bị bên mình có ship, các bạn có thể hình thức mua hàng ở xa rất nhiều hình thức, các bạn có thể chọn thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán, các bạn phải cọc phí ship mình 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được có hai con này là Samsung S7e này. Đấy, hai con S7e. Đấy, hai con S7e, hai con này thì là màn hình là sáng đẹp, không ngả mố các bạn nhá. Này, hai con này S7e này màn hình thì sáng đẹp, không ngả mố. Cấu hình con này thì là bản màu gold này. Mình sẽ giới thiệu trước con S7e này. Đấy, S7e thì con này hình như là bản của nó là bản RAM, con này là bản xem bản gì nhá. Con này bản công ty này, hai sim hai sóng. Đấy, mình sẽ xem bộ nhớ của nó bao nhiêu ghi nhá. Con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB các bạn nhé. Đấy, bản công ty 2 sim 2 sóng. Con này thì máy đẹp là 90/90%. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2.900.000 các bạn nhé. Đây, chỉ với 2.900.000 đấy ạ. Đấy, bản công ty 2 sim 2 sóng nhé, S7e. Này, S7e này. Màn hình cong rất đẹp, bản công ty 2 sim 2 sóng. Bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2.900.000 các bạn nhé. Màn hình cong, độ phân giải là 2K, các bạn xem phim chụp ảnh rất là tuyệt vời. S7e đấy, rất là nét, nét căng luôn. Các bạn selfie cũng tuyệt vời. Đấy, cam rất là nét. Mình sẽ thử cam Note 8 luôn, Note 8 rất là nét. Đây các bạn, khỏi phải chê luôn. Note 8 thì khỏi phải chê luôn. Quá là sang nét, kinh khủng luôn các bạn. Nó nét lắm. Note 8 các bạn khỏi phải chê luôn. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm S7e màu gold thì các bạn cho hàng lượt sớm nhất nhé. Và con đây là con S7e, con này là bản màu đen. Màn hình cũng sáng đẹp, không ám bố. Đấy, rất là đẹp. Mình sẽ xem con này bản. Xem cho này, con này là bộ nhớ bao nhiêu GB. Con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 128GB nhé. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 128GB này. Đấy, RAM 4GB, bộ nhớ trong là 128GB. Hình thức con này cũng máy đẹp, cũng 90/90% nhé. Con này màu đen thì mình sẽ thanh lý bằng cho bạn vì giá là con màu vàng này nhé. Con này thì mình sẽ thanh lý bằng với giá màu vàng là 2.900.000. Vừa bán vừa tri ân cho các bạn là màn đẹp, hình không ám bố. Bên mình là đang bán cho bạn với giá là, mình xem bản có gì nhé. Đây, con này cũng là bản công ty 2 sim 2 sóng. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.900.000 nhé. Phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 128GB nhé. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung S7e màu đen thì các bạn nghe mình sớm nhất nhé. Đấy. Và con này là Sony EZ thì nhà mình còn mỗi một tên này nhé. Đấy, Sony EZ thì cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB, máy đẹp là trên 90%. Còn Sony EZ này thì các bạn máy thì zin nguyên bản, có tính năng coi như là các bạn mà đi mưa đi gió rất ok, chống nước rất ok nhé. Còn Sony EZ này. Đấy, con này thì là RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, hình thức là máy đẹp là trên 90%. Con này thì bên mình đang xả cho bạn với giá là 1.500.000 các bạn nhé. Nhà mình thì còn mỗi một chiếc cuối cùng nhé, thanh lý nốt cho các bạn nhé. Sony EZ 1.500.000. Lót 5 thì hôm nay nhà mình về được khá là nhiều lót 5 các bạn nhé. Lót 5 tối nay nhà mình về được màu đen này và màu gold này. Đấy, lót 5 thì màu đen màu gold này. Đấy, rất lót 5 thì hôm nay mình về được màu gold này nhá. Rất đây, con này màu xám này, con này màu gold này.
Lót 5 này nhà mình nay về nhiều lắm đây. Các bạn thao lựa chọn đó. Lót 5 thì tối nay nhà mình về rất là nhiều. Đây 1 2 3 4 5 6 7 8 con. Nhà mình nay về được 8 con Samsung Lót 5 nhá. Thì là 1 2 3 1 2 3 4, 5 con màu vàng này và một con màu xám này và hai con màu xanh đen này các bạn nhé. Samsung Lót 5 thì các bạn cũng đã rõ rồi. Thì Samsung Lót 5 của nó là cấu hình là RAM 4GB. RAM của trong nó RAM là RAM 4GB nhé. Bộ nhớ trong con này là 32GB. Đấy, là Lót 5, hình thức là máy đẹp còn 90%. Đấy, Lót 5 thì máy đẹp 90%. Thì là gì nhỉ? Màn hình của nó đẹp không ám ố nhá. Màn hình thì đẹp không ám ố này. Màn hình thì 6 cây nha mình. 1 2 3 4 5 6 7. Đấy. 8 cây này, 2 4 6 8. 8 cây này thì là tất cả đều là màn hình đẹp, không ám ố. Tất cả là màn hình đẹp nhé. Không ám ố hay không lưu ảnh gì các bạn nhé. Đấy, hình thức còn 90%. Có bộ Lót 5 màu gold này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2 triệu 1 nhá. Đấy, cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Lót 5 thì thời siêu phẩm. Các bạn ra cái đây cũng là hơn 20 triệu các bạn nhé. Giờ bên mình đang chỉ thanh lý bạn giá 2 triệu 1 các bạn nhé. Đấy, Lót 5 thì hỗ trợ cái bút này. Hỗ trợ bút các bạn mua về tặng các em nhỏ rất ok nhé. Đấy, hỗ trợ thứ nhất là hỗ trợ bút. Và thứ hai của nó là màn hình của nó là 5,7 inch. Đấy, độ phân giải màn hình của nó là 2K nhé. Độ phân giải màn hình 2K, các bạn xem phim nghe nhạc thì quá là tuyệt vời luôn. Đây là Samsung Lót 5 đây ạ. Đấy, bên mình đang bán bạn với giá là 2 triệu 1 nhé. Màn hình đẹp, không lưu ảnh, không ngả mố các bạn nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đây, bạn nào thích màu xám này thì bạn hãy hàng mình sớm nhất này. Và con này là màu xanh đen nhé. Con này màu xanh đen này, hình thức cũng 90%. Màu xám và màu xanh đen này. Toàn màn đẹp, hình đẹp không ngả mố luôn. Bán với giá chỉ với giá là 2 triệu 1 nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Lót 5 thì các bạn hãy hàng mình sớm nhất nhé. Đấy, và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu các bạn là chiếc Oppo A31 này. Hôm nay mình vừa về con này xong, mình sẽ xem con này bản bao nhiêu GB. Con Oppo A31 của nó là bản RAM 4GB. Bộ nhớ trong con này là 128GB. Con A31 này thì hình thức máy còn 90%. Đấy, A31 này còn máy còn 90%. Của nó là RAM 4GB. Bộ nhớ trong là 32GB. Đấy, màn hình thì là hơn 6 inch, rất là to, rất là bự nhá. Đấy, 1, 2, 3 camera, một điện flash vân tay này. Đấy, con Oppo A31 này. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 2 triệu 850k các bạn nhé. Con Oppo A31 này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 2 triệu 850k nhé. Máy đẹp còn 90%, máy zin nguyên bản nhé. Nói thật như các bạn sử dụng những sản phẩm Oppo, Samsung, Xiaomi này, các bạn chỉ gặp máy bị hỏng thôi, còn bình thường lỗi vặt ít nhé. Đấy, Oppo gì nhỉ, rất là rẻ. A31 nhỉ, bạn nào thích sản phẩm Oppo A31 này các bạn nhận hàng sớm nhất. Thì các bạn có lời khuyên cho mình, nhiều bạn cũng đặt câu hỏi mình có nên mua sản phẩm là gì nhỉ? Sản phẩm là mua hàng online không? Thì các bạn theo thời điểm này thì dịch Covid-19 Việt Nam thì đang hoành hành. Thì theo lời khuyên của mình, các bạn nên đi mua sản phẩm online. Thì vì mua hàng online các bạn có thể, các bạn cứ chọn hình thức cho mình nhận hàng, kiểm tra, thanh toán. Đâm là các bạn cứ yên tâm sử dụng. Tại vì bên shop người ta cũng bảo hành và đổi trả cho các bạn, nên các bạn cứ yên tâm không phải lo nhé. Thì mua hàng online thì các bạn được với giá coi như là ưu đãi hơn các cái shop mà thuê mặt bằng, và thứ hai là rẻ hơn với các shop bán ở cửa hàng mặt bằng thì người ta còn tính tiền mặt bằng rồi. Các bạn mua hàng online các bạn chỉ mất tiền, là người ta không mất tiền thuê mặt bằng, nhưng mà người ta chỉ bán ở nhà thôi. Đây thì nhà mình đây thì vẫn có cửa hàng nhé, nhà mình đây đấy, cửa hàng nhà mình đấy, cửa hàng nhà mình thì trong này nó rộng lắm. Đây trong mình là cũng trước nó rộng lắm, cửa hàng nhà mình thì rộng lắm, cũng nhiều bạn là cũng qua trực tiếp cửa hàng mình để mua bán rồi. Đấy, các bạn nào gần có thể qua trực tiếp cửa hàng như mình. Bên Hà Nội thì mình có ship luôn cho các bạn trong ngày nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thì giới thiệu các bạn thôi. Thì các bạn ưng sản phẩm nào các bạn nhanh tay là hàng mình sớm nhất nhá. Và bây giờ cũng muộn rồi. Và xin chúc bạn xem video mình một tối ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy những vui phúc. Xin chào các bạn nhá.